MacBook lại về đây các bác đấy. MacBook này, Sony Vaio này. Bác là Vaio nó là thương hiệu rất là nổi tiếng, đình đám, rất là nổi tiếng các bác. MacBook này, bạt ngàn MacBook đây cho bác. Đây nữa, em bóc tiếp MacBook cho bác nha, dưới hộp lên nha, MacBook tiếp. Lên tìm MacBook cho bác luôn này. MacBook lại về rất là nhiều luôn. Đấy, rất cảm ơn các bác nhé đã ủng hộ em Tuấn nhé. Hôm qua kia MacBook về rất nhiều bác lấy luôn, MacBook về liên tục cho bác luôn, bạc ngàn luôn. Các bác tiếp tục đi tiền đi nhé. Còn về máy móc em lo, em bảo hành. MacBook nó là một trong những dòng máy phải nói luôn là quá thôi, nhất thế nữa nó quá sang xa xỉ cho các bác. MacBook này thì các bác có ít tiền hơn thì bác có thể dùng laptop cho nó rẻ tiền hơn, nhẹ hơn, nhưng MacBook thì nó lại sang một cái đẳng cấp của doanh nhân rồi. Nên tất cả những dòng MacBook này các bác có thể mua tặng vợ con hay là chồng hay là con cái học hành, nó quá đỉnh rồi. Những dòng này thì không dám nói gì nhiều hơn bởi vì nó quá cao cấp. MacBook đối với những con như này thì báo cáo là nó quá cao cấp, đời nó quá là cao cấp rồi đấy. Còn MacBook này phải nói luôn là riêng tặng con này thì không ai có thể chê, không ai nửa lời chê chứ không phải nói. Em nói luôn đấy, để em tuấn em cũng sẽ báo luôn cái cấu hình cho bác, giá thì em có thể đọc luôn được nhưng mà em cần đọc rõ cấu hình cho bác hơn đấy. Bởi vì là khi mình bán hàng mình sẽ cần rõ chi tiết hơn về cấu hình. Ví dụ như là con MacBook này chẳng hạn, nó nhìn mỏng dính, nó mỏng không thể nào mỏng hơn được đúng không ạ? Con MacBook này em tuấn đọc cho bác MacBook mình nhé. Thương hiệu đến từ nhà quả táo. Màn 13.3 inch, màn 13.3 inch thôi nhé. MacBook này nó chạy hệ điều hành hết của nó hầu như là không biết đơ và lỗi bao giờ đấy, bao phê bao mê cho bác luôn bây giờ. Thì đối với lại con MacBook nó em hiện tại em đang có 3 model MacBook ạ. Em Tuấn đang có 3 model. Thứ nhất là đối với cái model con này, các bác chú ý hộ em nhé, màn bác nhìn này, phê chưa. MacBook thì em đã bảo rồi không ai chê được cả. Nếu mà bác nào mà chê password bác chú em là 4-0 nhé, 1-2-3-4-0 nhé, 4-0. Và đặc biệt là em có cái rất lạ là không hiểu con MacBook này cái tần số wifi của nó tại sao nó bắt được rộng như vậy. Bình thường những con iPhone hoặc iPad nó em cảm thấy sóng nó yếu, nhưng mà đối với con MacBook có gì này, em kích ra nó sổ. Thật ra mình chỉ biết là mình so sánh cái điện thoại thôi. Nói tóm lại là mình so sánh một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính bàn hoặc là máy laptop, bác nhìn này, nó sổ ra này, không biết bao nhiêu wifi của các nhà đấy, không biết là nó bắt từ đâu về được. Nó bác nhìn này, có những nhà xa lắm, cách đây rất là xa, nhiều chưa đấy, cũng không hiểu tại sao là sóng wifi con này rất là mạnh luôn đấy. Đối với con MacBook này em Tuấn đọc cấu hình bác nhé. Con này là con MacBook có chip Core i5 đầu 7 bác ạ, 7360U đấy. RAM 8GB, RAM 8GB luôn ạ. Đấy, RAM 8GB. Con này thì báo cáo bác là con này hàng bao phê cho bác luôn. Con này vừa fix 640 luôn, có cạc luôn đấy, có cạc cạc luôn. Nhưng chạy tốc độ các bác làm cấu hình cao, đồ họa không phải nghĩ. Con này bên em đang để cho bác là 9.990.000. 9.990.999 đấy. Một con MacBook đến từ nhà quả táo. Con này là MacBook Pro 2017, MacBook Pro 2017 giá 9.990.000. MacBook Pro 2017 bác nhé, hàng phải nói luôn là đẹp xuất sắc như mới, không có cháy xước gì cả. 2017 mức giá MacBook Pro 2017 RAM 8GB, ổ SSD 256GB, chip Core i5 7360U, được chưa? Có cả cạc luôn. Đấy.
Màn hình con này là 13,3 inch, được chưa? Đấy, 13,3 inch, có được chưa? 13,3 inch. Đấy, màn hình 13,3 inch 2560 x 1600. Con này nhé, xong con này em lên tiếp một con nữa cho các bác để tránh nó trùng đi. Em sang tiếp một con nữa cho nó nhanh nhé. Sang với lại một con giá, con đấy là 9 triệu 990 nghìn. Còn sang với con này thì có mức giá bác nhé. Con này thì có mức giá là 6 triệu 990 nghìn. Đây cũng là còn một con MacBook nữa. Đó là 6 triệu 990 nghìn. Các nhìn này, nó không thể mỏng hơn được nữa bác ạ. Bác nhìn xem, cái viền này em nghĩ là nó không thể nào mỏng hơn được nữa. Bác nhìn xem nào, nó quá mỏng, cảm giác bác nhìn này, nó mỏng so với lên nó chỉ dày hơn cái móng tay em ít. Bác nhìn thấy nó mỏng, sợ chưa? Một thương hiệu đến từ nhà của táo. Con này cũng vậy. Đây, con MacBook. Hàng tất cả em Tuấn đều bao thì trạng hoạt động tốt hết nhé. Lỗi một đổi một nên em các bác yên tâm đi. Đấy, một đổi một, ok chưa? Tiếp tục con MacBook này đến. Đấy, con này có mức giá là 6 triệu 900 nghìn. 6 triệu 900 nghìn ạ. Nhá, em Tuấn đọc nhé, MacBook. Con này 6 triệu 900 nghìn. Đấy, con MacBook này là chip Core i5, RAM con này là RAM 4GB. Password đều 4 số 0 các nhé. Chip Core i5, RAM 4GB, ổ cứng 128GB, 128GB quá thoải mái rồi đúng không ạ? Đấy. Được chưa? 128GB. Quá thoải mái cho bác rồi. Đấy. MacBook Ari coi là MacBook Ari 1 Ari 2015. MacBook Ari 2015 coi i5 RAM 4GB, ổ cứng 128GB. Chạy tẹt ga những con này các bác ạ, cho tặng con cái thứ mình đi học phê đó. Dòng này thì tất cả những dòng MacBook này đều chạy được Excel đó, nên là rất là tiện nhé, rất là tiện luôn, chạy được Excel hết mà nên nó rất tiện, ok chưa các bác? Đấy, con này có mức giá 6 triệu 9, màn hình cũng là 13,3 inch, màn hình cũng là 13,3 inch. Đấy, MacBook này giá 6 triệu 900 nghìn, 6 triệu 900. À, còn một mã nữa, đó là mã 8 triệu 900 nghìn. Thì sau đây em Tuấn sẽ lấy con mã 8 triệu 900 nghìn các bác. Con này là mã 69 nha, còn trong 8 triệu 900 nghìn 69 nha. Còn một con 8 triệu 900 nghìn. Đây, 8 triệu 900 đây. À, và còn tiếp tục nhá, 8 triệu 900 nghìn. Thì con này em đặt số hình luôn cho bác cho nhanh. Con này 8 triệu 900 nghìn. Đấy, con này cũng là chip Core i5. Em đặt luôn nhé. Con này thì giống hệt cái con trước là 9 triệu 900 ấy, giống hệt. Nhưng nó chỉ khác nhau về cái đời thôi. Đấy, nó chỉ khác nhau về đời bác nhé. Em Tuấn đọc thế cho nó nhanh. Nó chỉ khác nhau về đời thôi. Ok chưa? Đấy, 8 triệu 900 nghìn. Con này nó chỉ khác nhau về đời thôi nha. Đấy, thế thôi. Con này nó chỉ khác nhau là ví dụ như con trước là chip RAM, nó vẫn là RAM 8GB ổ 256GB. Nhưng mà đời 20 có nghĩa là MacBook Pro 2016. Con này MacBook Pro 2016. Đây, MacBook Pro 2016 13. Mức giá là em nó là 8 triệu 900. Ok chưa? Nhưng con này cho tặng thì khoảng nghĩ. Tiếp đến nữa là em có giới thiệu cho bác một con Sony Vaio. Một con Sony Vaio này. Con Sony Vaio này màn cũng 13,3 inch, to vừa đẹp vào con MacBook, nó cũng mỏng dính như con MacBook luôn. Nó mỏng, nó không thể mỏng bằng MacBook đâu, nhưng mà nó cũng dày hơn một ít. Rất là nhẹ nhàng, cầm rất là nhẹ nhàng. Sony Vaio, con nhé. Con này chip Core i5. Đấy. Chip Core i5 bác. Ok chưa? Đây em đọc cấu hình của con Sony Vaio cho bác nhé. Con laptop Sony Vaio Pro được chưa? Chip Core i5 6200U, RAM 8GB, ổ cứng 128GB, ổ SSD, có mức giá 4 triệu 800 nghìn. Em Tuấn bao tình trạng hàng đẹp, hoạt động tốt hết cho bác, lỗi cho một đổi một. Ok chưa? Em hẹn các bác clip sau nhé, là cho nhanh. Ok chưa? Chào bác.